À, con xin kính nhờ ban tổ chức giúp con tới camera Diệu Tâm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con đây bốn đức tăng ni, con xin kính chào quý giữ âm trình. Con có một câu hỏi đọc dùng cho một bạn đồng tu ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con có một thắc mắc, xin thầy dạy cho con biết. Mỗi sáng con thường hay thay nước và niệm hương cúng Phật. Con thường niệm trước là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, và con tụng kinh. Như vậy thưa thầy, con niệm hồng danh của Đức Bổn Sư trước, như vậy có đúng không? Con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà A Phật. Niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có gì là sai? Niệm Đức Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát có gì mà sai? Nhưng mà cái câu hỏi này hình như nó không được rõ ràng. Nếu mà thí dụ như mỗi sáng chư vị niệm như vậy, đó là tôi niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi niệm Đức Quán Thế Âm, rồi tâm 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 vân vân, tức là chư vị niệm nhiều vị Phật, rồi chư vị tụng kinh là tụng kinh nào? Tụng kinh thì có thể chư vị tụng một bộ kinh, cũng có thể chư vị tụng 20 bộ kinh. Cho nên chư vị mới nói là sau đó tôi tụng kinh nào, thì tự nhiên cái câu hỏi này nó sẽ rõ ràng hơn chút. Nếu mà chư vị muốn thực sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chư vị niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không bằng chư vị nghe vâng lời y giáo phụng hành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy thì tốt vô cùng. Ngài dạy như thế nào? Ngài dạy rằng là câu A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân gói gọn danh hiệu của 10 phương 3 đời tất cả chư Phật. Nếu mà chúng ta niệm A Di Đà Phật thì trong đó có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, có Đức tất cả 10 phương chư Phật trên pháp giới, mà có cả luôn cái chân tâm tự tánh của chư vị. Cái này là thực sự. Cho nên cái câu hỏi mà chư vị hỏi là chư vị niệm như vậy là đủ chưa, hay là chư vị niệm nhiều quá? Thì niệm nhiều quá nó thuộc về coi là niệm vạn Phật. Có những vị mà sám hối, ví dụ như chư vị niệm mà hồng danh sám hối đó, niệm tới cái hàng vạn vị Phật, đây cũng là cái điều tốt. Nhưng mà để niệm vạn vị Phật để vãng sanh thì nó trở thành là sau cùng rồi, khi nằm xuống một vạn vị Phật mình nhớ vị Phật nào mà niệm? Nhớ là bây giờ đây mình cầm kinh mình đọc được, chứ lúc nằm xuống làm sao mình cầm kinh đọc đọc được. Vì nằm xuống mình không cầm kinh được mà mình muốn niệm một vạn vị Phật thì Phật thấy rằng đây là cái điều khó khăn cho chính mình. Cho nên Phật mới dạy đem tất cả cái năng lực dồn vào câu A Di Đà Phật mà niệm, lấy một Phật mà đại diện cho 10 phương chư Phật. Thì Phật nào đại diện cho 10 phương chư Phật? Phật nào mà một danh tự đó gói vẹn cả cả 10 phương chư Phật thì cái danh tự đó là danh tự đáng cho chúng ta niệm. Thì xin thưa với chư vị, chính Phật dạy là niệm A Di Đà Phật. Còn bây giờ niệm xong rồi niệm kinh thì quan trọng một chữ việc có nói là tôi niệm một bộ kinh hay là tôi niệm nhiều bộ kinh. Niệm nhiều bộ kinh cũng tốt chứ không sao cả, niệm một cũng. Nhưng mà xin thưa với chư vị, niệm một bộ kinh nó hay hơn là niệm nhiều bộ kinh. Tại vì nhất kinh thông thì nhất thiết kinh thông. Một kinh mà mình thông suốt, mà nhập tâm rồi thì từ một bộ kinh đó mình hiểu tất cả các kinh. Tại vì kinh Phật từ trong chơn tâm của Đức Phật giảng ra. Nếu mà mình hiểu thấu rồi thì kinh nào Phật cũng nói là để cho chúng ta thoát vòng sanh tử luôn, trở về chơn tâm thành đạo. Thì chính một bộ kinh A Di Đà
Một câu A Di Đà Phật là để chúng ta trở về trên cái chân tâm chúng ta, tại vì chính chính cái chân tâm chúng ta cũng là một vị Phật, cũng là vô lượng giác, thì câu A Di Đà Phật tượng trưng cho vô lượng giác, tượng trưng cho chính cái tâm chúng ta, cho nên rằng cái câu A Di Đà Phật là tượng trưng cho ba đời mười phương chư Phật, chứ không phải là vạn Phật, vạn vị Phật hay là 100 vạn vị Phật, mà cái vô lượng vô biên chư Phật trên hư không pháp, cho nên nằm trong câu A Di Đà Phật. Chính vì thế mà cái câu hồng danh A Di Đà Phật nó quan trọng vô cùng, nó dễ dàng vô cùng, đính vào đó đi. Sau cùng chúng ta niệm một câu như vậy, khi về tới Tây Phương ứng hiện chân tâm tự tánh rồi, ta được quyền đi đến mười phương pháp giới cúng dường chư Phật, bái các ngài một cái, các ngài cho mình vô lượng pháp hay hơn. Cho nên mong chư vị hỏi lại cho rõ là chư vị nếu mà tụng nhiều kinh không bằng tụng một kinh, mà kinh nào giúp đỡ cho con đường một đời này vãng sanh, thì đề nghị với chư vị tụng kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, một bộ kinh đi thẳng là hay vô cùng. Còn một vị Phật tượng trưng cho vạn Phật, cho vô lượng chư Phật, thì câu A Di Đà Phật là tượng trưng đầy đủ ý nghĩa nhất cho chân tâm tự tánh của tất cả vị Phật trên thế giới vậy. A Di Đà Phật. Phật chúng con thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải.